bà đầu tấu đầu quyền đầu minh bà nội bà tu dinh đầu quyền đầu hồng ngoại đầu mẹ đầu cô ốc đầu cô hân đầu... Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Chiều nay là lễ sách giá của Quế Anh cho nên là cả nhà mình cũng cùng nhau chuẩn bị đi lên nhà của cô Sáu. Mời các bạn cùng đi với mình nha. Mình với mẹ với Phi mới vừa lên tới nhà của cô Sáu rồi. Bây giờ mình vô nha. Đi vô con, đi vô. Vô. Nắm tay dẫn bà ngoại vô nhà, bà ngoại không biết đường đi kìa. Bà ngoại không biết đường đi, con dẫn bà ngoại đi đi. Người ghé cái nào? Đây. Đẹp quá trời, đâu con gờ hứa đi. Gờ hứa đẹp không? Ông thiệt á. Bông ở dưới đất là bông thiệt á mẹ. Dựng lên đây mẹ. Cái nữa là cái đi nè. Dựng lên. Đi. Ôi vi. Ông Sáu kìa, ông Sáu kìa, con thương ông Sáu đi. Ông thiệt. Ông Sáu. Nó nặng nó nhai vô trong. Bây giờ nè. Đó, nó dựa vô vậy là nó không ngã ra nè. Ủa, thì nó hút đơn đó. Nó nghịch thường ta. Nó nặng vậy á. Ở dưới giống nước cái mép bên đây nó như nó nặng nước qua vậy sao? Nó lạnh rồi. Ngày 20 tháng 2 năm 2020. Ngày đẹp dữ ta. Đó. Nó lựa ngày hay sao? À, nó lựa cái ngày đó mà. Ngày 20 tháng 2 năm 2020. À. Lấy số rồi tháng 2 bỏ rồi sao rồi. Bông ở bông này là bông thiệt hay bông giả hả ta? Bông này bông thiệt luôn nè mẹ. Bông này bông thiệt luôn nè. À, bông thiệt luôn nè. Cái cạnh vô cái nấm nước nó lồng tạt vậy đó. Cái gì tùy ốp này, tùy ốp này. Đây là cô dâu chú rể. Nhìn giống cô Sáu mà. Rạp ngày hôm qua mình lên thì chưa có đẹp nhưng mà nay thì mình lên mình thấy đẹp rồi. Hai vợ chồng Tâm đang thử lo phải không? Đang test đồ. Hãy subscribe cho kênh Quế Anh. ăn hoài. Cô Sáu đặt từ khổ người ta hơn sao? À, mình mua thịt á, cái này mình muốn họ quay. Cô Sáu quay đâu vậy? Quay bên nhà của ông Út Tọ. Anh không biết chỗ đó. Má con giúp á. Má của cô An á. Quay ngay đầu lửa. À, còn đập lá hả? Gì cô Sáu? Ừ, ngay đầu lửa. Ngay cầu đập lá. Hả? Hả? Đúng rồi, hồi đó Khánh lao qua chỗ đó đó. Mình mua mình quay nó bảo đảm hơn chứ còn nó ngon hơn nữa. Ừ. Quế Anh giống cô Út á hả? Đúng rồi, Quế Anh giống cô Út. Đây là cô Út của Quế Anh. Cô Út. Cô Út quê cô Út ở tỉnh nào vậy cô Út? Cô ở Nam Định. Dạ. Cô Út vô hồi nào? Ở đây sẵn. Dạ. Mệt không cô Út? Không. Cô Út đi bằng máy bay hay là đi xe lửa? Ừ, cô hôm qua vào thì cô vô Sài Gòn từ hai hôm nay rồi, nhưng mà dạ. Sáng nay thì luôn lên đây. Dạ. Đi máy bay. Đi máy bay. Đi máy bay đấy. Cô... Là cháu của cô, con giảm tin. Con mới gặp cô Út lần đầu. Đúng. Cô Út vô đây được mấy lần rồi cô? Một lần. Dạ. Lần đầu trước có gì rồi? Em á. Ừ. Một. Lần này là lần hai. Dạ. Cô cách đây 7 năm. Dạ. Mình mua đây là con gái của cô Út hả cô Sáu? Râu anh dâu. Dâu. Dạ. Mẹ con bé nãy hả? Vâng. Bé nãy. Vâng, con bé nó tuổi con. Có nhà con 9 tuổi rồi ạ. Con bé nhỏ à? À bé nhỏ là 4 tuổi ạ. 3 tuổi rưỡi. Dạ thằng em. Nó nhỏ xương nhỏ đứa bự con á. Vâng. Mẹ tuổi rồi. Mẹ nó cũng. Ngày mai cô Sáu cũng đặt bàn luôn hả cô Sáu? Ý là đặt bàn mà còn cảm thấy nó mệt đi. Hả? Nó không đặt đà bàn như ngày xưa, chắc không biết sao rồi nữa. Ngày xưa biết là bà con mình xúm xích lại với nhau, người tay với đồng bọn làm nó vui. Bà đơn rồi. Thôi, giờ đi đá bàn mình vậy cho ai có phụ nữa không? Rồi, giờ không phụ. Giờ ai cũng có công chuyện với ta. Hồi nãy là có hai bàn ăn mà tụi nó 3, 4 đứa rửa chén cho một mới mong đứa đó luôn á. Ý là hai bạn vậy mà nhà mơi đi thăm mấy bạn hỏi sao rồi làm cho nổi. Cô Út ở ngoài đám cưới giống như ở đây hơn cô Út. Ngoài đấy. Dạ. Ngoài đấy thì gửi thùng xương mà sao? Anh chị em hôn một giúp hàng xóm phụ giúp đông. Dạ. Nhiều. Tại sao không sợ thiếu. Cô Út ơi, ở ngoài đó giờ lạnh không? Lạnh. Dạ. Mấy năm trước là có ở ngoài đó là ở ngoài kia xích ra ngoài chút nữa là có tiếp không cô? Ừ, hôm Tết ấy. Dạ. Tết âm lịch có tiếp. Ở nhà cô có không? Không, là cô thì ở đồng bằng. Dạ. Đấy là miền núi. Dạ. Trang nó hồi ở ngoài đó 17 độ không? 17 độ không? Dạ. Vừa xuống máy bay là 30 độ. Từ 17 độ. Con cái là 30 độ. Một em ở ngoài đấy đang 15-16 độ vào đây 35 độ rồi vào thì nắng xuống máy bay nắng. Sao không phải thì ở đây nhiều việc tiện người. Dạ. Nhiều tiện người chỉ xe đi bay. Đi máy bay đợt này có 6 năm rưỡi. Đó đây nó là do. Thành phố hả? Vâng. Từ sân bay Nội Bài đến thành phố. Tại có ai dám đi đâu mà mạnh đông. Mà cô ở ngoài đó rồi ở giường cô mới đi ra chỗ máy bay rồi mới lên máy bay vậy đi tự hỏi vô đi người các kiểu quá phải không? Cũng gần tới đó. Ừ. Chỉ thế thôi. 1 triệu ạ. Và nếu mà vào đến đây là 1 triệu. Cô thấy tại vì ra sân bay rồi lên máy bay rồi xuống đây xuống thành phố rồi đi xe xuống đây nữa. Rồi vậy những người các kiểu. Dưỡng 6 hướng mấy trong nhà dưỡng 6? 16 là thứ 7. Đến cái trong này là thứ 7. Là 9 người. Còn ở ngoài? Ở ngoài? 9 người là thành 10 đó. Dạ. Thứ 6 cũng thứ 7 luôn. Ở đây thứ 6 không phải thứ 7. Hả? Tính ngoài Bắc thì thứ 6 người là cũng như bệnh hoạn nha. Tính 26 thì là cô ông ấy lợi nghề chính là nghề dở là nghề chính là nghề gì? Cái làm ruộng. Ruộng hả? Có làm cái gì không? Trồng lúa. Có nuôi chăn nuôi gì thêm không? Có. lợn gà. Ở đây là heo gà. Heo gà. Ở đây heo gà. Ở đây ta nuôi vịt, năm nay nuôi vịt khá lắm à. Vâng, năm nay dịch ở đâu cũng dịch ạ. Ở ngoài nuôi con vịt mở. Vâng. Dịch. Ở đây là vịt. Bữa nay con lên phòng lấy ra bệnh thị. Có Út chỉ có trồng lúa không à hả? Mấy người xung quanh đó cũng vậy hả? Dạ. Trồng lúa rồi tháng nào là thu hoạch vậy cô Út? Tháng 5 hoặc với tháng 10 là thu hoạch lúa. Dạ. Vì ông này bỏ lại cho cháu. Mùa lạnh thì quả la ngoài đấy khó chịu lắm. Từ đó từ chỗ cô Út ra Sa Pa bao nhiêu cây cô Út? 300-400 cây. Có ra cô Năm thì là dễ hơn nhỉ? Dạ. Ra cô Nam thì là gần hơn nhà cô. Dạ. Tối nay cô Sáu đẩy mấy bàn à, cô Sáu? Không biết nữa. Dạ mình chuẩn bị 4 bàn 5 bàn gì đó mà không biết đi bao nhiêu mình, tại vì không có anh em bà con đến chứ mình không biết nữa. Bởi vì ngày mai ngày 9 chứ ngày nay ngày phụ hồi đâu có không biết, không có mời bữa nay. Phải có dịp này có chú Út về vui ha. Để cái nếu mà dịp này nó hết rồi chắc vài tháng là chú về. Chú Út nói cô Sáu hả? Ừ. Mà không cái bằng tỷ lệ về thì ít. Mà có tính về là cũng vui. Nhưng mà có cũng có một tia hy vọng. Dạ. Cũng có mời mục sư Lực là quản nhiệm hội thánh ở ngoài Lâm Đồng. Lúc mà mình còn ở ngoài Lâm Đồng thì chủ nhật nhóm hết. Rồi một dưỡng Sáu mình đang nói chuyện với mục sư. Con chào mục sư. Mục sư khỏe không mục sư? Dạ. Có vô trong đó không vậy? Dạ. Có vô trong máy? Dạ có. Có hả? Dạ. Dạ. Cô về đây rồi khi nào cô ra ngoài cô? Rồi mai ăn về xong là chiều lên xe luôn con do về chứ. Dạ. Ừ. Dạ. À, con có mua kẹo dừa quà bánh xe coi chừng chắc lát nữa con gửi cô cất, chừng nào cô về cô đem về ăn nha. Có không con? Đây, mẹ mình mới vừa ra tới, xin qua giao giữ quay à. Thì chuyên gia nuôi heo để đấy. Bác Mười nuôi nay được nhiêu năm rồi bác Mười? Khánh thấy bác Mười nuôi hoài luôn á. Chắc khoảng 3 năm quá hơn. Để bác Mộng đi. Bác Mộng đi vào dừa chuyên nghiệp. Bác Mộng có thì bác Mộng còn đi vào dừa không? Dạ hả? Anh Mộng khỏe hả chị Mộng? Sao hôm nay Mộng mắc có không? À Mộng đi bộ. Sao? Dạ hả? Tới giờ làm lễ rồi. À, cứ ngồi kế bên kìa, cứ ngồi đây đây. Ừ. Ừ, ngồi đấy đi. Lên đi bác Mộc. Xin trân trọng kính mời bà con cô bác còn ở trên gas chúng ta tiến xuống bên dưới để chúng ta chuẩn bị dự lễ xuất giá của cô dâu. Xin mời chúng ta nhanh chân lên. Em tính là 6 giờ rồi xong rồi tới 7 giờ rồi xong. À. Dạ. Lời đầu tiên xin thay mặt gia đình của mục sư Nguyễn Văn Tuân, tôi xin trân trọng kính chào quý tôi tới yêu dấu của Chúa, thân quyến của cô dâu Nguyễn Thị Phương Anh cùng với tất cả quý người quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin lỗi cô dâu Nguyễn Thị Quế Anh cùng với tất cả thân quyến của cô dâu có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời chúng ta cũng chào mừng sự hiện diện của cô út và chú út của cô dâu từ miền Bắc rất xa xôi để đến nơi đây để tham dự lễ xuất giá của cô dâu Nguyễn Thị Quế Anh. Xin chúng ta cùng chào mừng cô út và chú út của cô dâu. Xin chào quý tôi tới Chúa, quý ông bà anh chị em cùng tôi trong sự công nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài dựng nên chúng con thật là đáng sợ và lạ lùng. Lòng chúng con hiểu rõ Đức Chúa Trời đấng dựng nên con người và muôn loài vạn vật và đấng tế trị trên thế giới này. Ngài đã dựng nên Adam và Adam rất cô đơn và Adam đang thiếu một điều gì đó vô cùng quan trọng, nên Ngài nhìn thấy được và Ngài đã rút xương sườn của Adam mà dựng nên Eva, để họ có thể chung sống với nhau, để họ có thể hạnh phúc và khăng khít với nhau, để xây dựng cuộc đời của mình và làm tròn phận sự mà Đức Chúa Trời đã giao phó, đó là sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng và quản trị loài chim trời, cá biển và động vật trên đất và khắp trái đất. Chúng con cảm ơn Chúa, loài người chúng con có một vai trò vô cùng quan trọng gia đình mới và sống một đời sống phước hạnh ở trong Đức Chúa Trời của mình và làm gương mẫu cho nhiều người khác nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Con còn xin cảm ơn của Đức Chúa Trời, Ngài dẫn dắt chúng con từ giờ đầu cho đến giờ cuối trong buổi lễ này. Xin sự hiện diện của Ngài ở đây với chúng con. Chúa ơi, nếu Đấng tạo hóa chúng con, Đấng đã tạo dựng nên chúng con không ở với chúng con trong những buổi lễ hôn nhân thì rất không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng ở với chúng con thì hôn nhân đó sẽ được phước, hôn nhân đó có ý nghĩa. Và vấn đề mà Quế Anh đã ra đi để ở với chồng của mình, để có một gia đình mới, thì Chúa ơi, đây là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn và Đức Chúa Trời đã sắp xếp rồi. Chúng con cảm ơn Ngài. Rồi, một hôn nhân mà Chúa ơi, có Chúa ở cùng, có Chúa dẫn dắt, có Chúa ban phước và có Chúa lo liệu trong mọi sự, không thiếu thốn điều gì. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Giờ này chúng con dâng thì giờ buổi tối hôm nay trong tay toàn năng của Đức Thánh Linh, nguyện Ngài dẫn dắt chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cầu nguyện cho gia đình ông bà Mục Sư Tin và mọi người trong gia đình, để rồi họ đã có một quyết định theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ý của Chúa được nên trên đời sống của Quế Anh. vô cùng lớn lao thay đời ngài đến muôn muôn đời. Bài thơ có tên là Đời đời hạnh phúc. Hôm nay ngày lễ thành hôn, chúc hai em được mãi luôn tươi cười, bên nhau hưởng phước từ trời, hồng ân Thiên Chúa rộng rời ban cho. Bình an sống khỏe chẳng lo, hài hòa nhịp sống ấm no thỏa lòng, yêu thương nhịn nhục cậy trong, mọi điều chung hưởng cảm thông vui mừng. Tâm châu hiệp một không ngừng, bước đi trong Chúa vững chân bên lòng. Tình yêu lớn mạnh mênh mông, bình an nhịn nhục cậy trong nơi Ngài. Cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày, nhờ quyền năng Chúa tỏ bài hướng đi. Trong Ngài sẽ chẳng sợ chi, hãy tìm sẽ gặp điều chi cũng thành. Biết Ngài chăm sóc quản canh, hai em sẽ mãi an lành không thôi. Bước sang trang sách mới rồi, gia đình phước hạnh đẹp đôi trọn đời. Thầy Chúa ơi, con cảm ơn cô người phương xa đã gửi một bài thơ rất là ý nghĩa. Cảm ơn cô về những lời cô đã dùng lời của Chúa để giúp cho con có thêm cái Thầy Chúa xin cảm ơn người anh em ở phương xa đã gửi món quà này cho em, và cũng như là một cái bài thơ rất là ý nghĩa. Xin Chúa là chúc phước lại lên cho người anh em được ngày càng phước hạnh hơn và dành lại sức khỏe nữa. Con cảm ơn ạ. Ở đây con xin trân trọng kính chào ông bà mục sư, con xin kính chào các cô dì cậu mở, các quý anh em ở trong hội thánh đã có mặt buổi tối ngày hôm nay để chung vui cùng các con. Tất cả các anh, các chị, các cậu, các bạn đang trẻ em trong hội thánh. Với giây phút này, với một niềm vui mừng của những người cha, người mẹ, tất cả quý vị có mặt ở đây của tôi hôm nay cũng như là chúng tôi. Khi chúng ta sanh con nuôi nắng nên người khi được trưởng thành trong ơn của Thiên Chúa, đây là giờ phút rất thiêng liêng, một giờ phút rất là vui mừng để các con giữ được cái sự mà trong trắng từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, được gây dựng cả vợ gã chồng. Đó là một niềm vui mừng nhất của những người làm cha làm mẹ. Trong đó cũng có đời sống của vợ chồng tôi rất là vinh hạnh của tôi hôm nay có được cái buổi lễ này với sự hiện diện của ba ngôi Chúa Trời. Ngài đã chúc phúc cho buổi lễ hôm nay được ở trong sự thành công một cách tốt đẹp, và có được sự thành công này thì cũng gửi đến ông bà tôi tới Chúa. Mục sư đã từ đường xe xôi đến đây để làm cái buổi lễ hôm nay cho con của chúng tôi, và cũng có những lời chúc phúc cho con của chúng tôi. Và tất cả các anh chị xui cũng như là tất cả các anh chị em trong gia đình từ nơi xa nơi gần cũng đến để chúc phúc cho con của chúng tôi hôm nay. Đặc biệt qua sóng này tôi cũng gửi lời đến anh chị tôi Huỳnh Thành Minh ở Phương Xe, cũng như là cậu Mở Vinh Chí của cháu cũng ở Phương Xe, rồi cũng một người chị em ở nơi xa cũng gửi quà để chúc phúc cho con của chúng tôi buổi tối hôm nay. Tôi thay mặt cho gia đình, tôi thay mặt cho cháu, vì cháu đã đưa ra rất là cảm động với dòng nước mắt không nói nên lời. Tôi cũng thay lời cho con của tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt buổi tối hôm nay cũng như là ở Phương Cha để cùng chúc phúc cho các con của chúng tôi. Tôi cũng thay mặt cho các con của chúng tôi và gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất, và tôi cũng thay lời cho con của tôi xin hứa rằng con sẽ sống xứng đáng, không phụ lòng ông bà mục sư cũng như là tất cả các cô dì chú bác xa gần đã đến để chúc phúc cho con của tôi hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Đây là quà của cô Sáu cho con gái trước khi. Đây là quà kia bằng quà gì ạ? Quà cái gì mà của hồi môn. Của hồi môn, dạ. Đúng rồi. Đây là của hồi môn của cô Sáu. Còn đây, còn cái này, cái này là của chị Ba. Này của Phương Anh. Dạ, cái này là của mẹ luôn. Của cô Sáu luôn. Dạ, cái này với cái này của cô Sáu luôn. Dạ. Cái này dễ thương nè. Dạ. Giảm nhạc không ạ? Dạ rồi rồi, cho bác mẹ. Mọi người thiện ý con xin cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu dùng bữa. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu Ngài, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cùng chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài chúc phước cho buổi lễ buổi tối ngày hôm nay diễn ra một cách tốt đẹp ở trong sự chúc phúc của Chúa, trong sự ấm cúng của gia đình. Xin Chúa. Vinh ơi ngồi đi Vinh. Cái này thịt vịt này gỏi với thịt vịt này gắt quá. Vịt. Dạ. Này quay là thịt heo quay ăn với bánh hỏi. Đậu bí á. Mà miễn là Chúa hứa là được. Qua ngồi đi qua, gửi kia, gửi Trinh ngồi đi qua chơi. Nói xíu anh em trong nhà người sao? Đi tiếp nữa. Cô Sáu kêu Vinh qua đây ngồi với. Nước cháo rồi Vinh. Sau này á, người ta nhiệm vụ giao là phải hoàn thành giống như hôm nay nha, không có cái vụ mà gọi là gì. Em đọc tin nhắn cái anh về em cười. Cô Nguyễn Thị Quế Anh Phương Anh. Đáp nào chưa? Dạ chưa. Đạm Phương Anh nó hết hồn rồi. Đạm Phương Anh nó mời muốn chết luôn á. Đây có hồn á. Có anh Thi. Anh Thi Nhi. Anh Chiên. Anh Chiên. Mà ba em chưa có gãi nhưng mà thôi chơi gãi em vậy. Con dính nữa rồi, anh nó bay lên luôn rồi. Các bạn có dưới con mừng muốn chết rồi. Hồi nãy anh Lan nói lộn tên của Quế Anh mà anh Lan nói lộn tên của Phương Anh ra luôn. Bài hát được mang tên Cảm Ơn của ca sĩ Đêm. Quế Anh sẽ có đôi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Quế Anh nói đi Quế Anh. Con xin chân thành cảm ơn ông bà luật sư đã đến đây tham dự và có sứ điệp cho con. Con cũng xin cảm ơn quý ông bà, cô bác, anh chị em, những người đã có những món quà cho con, đặc biệt là những người ở phương xa. Con gửi lời cảm ơn đến gia đình cậu Hai, gia đình của anh Cụ Phúc, gia đình của cậu Út nữa. Xin Chúa ngày đổ phước lại trên gia đình của cậu và xin chúc gia đình của cậu luôn dồi dào sức khỏe. Và con cũng xin gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất đến ba mẹ của con, đến với gia đình của con là những người luôn ở bên cạnh con